chưa nâng bị phía xa chỉ mùi lúc với chạm đất tăng tạch hóng bị rọt Jacksonville, rọt Florida tạm tù được xác bản ông bị vị thị phía bảo thầm mấy nơi chung ngư rô liệt thơm bảo phết xì, đòi bắt đầu tư lưu cả ta cổ thân hạt nâng rô vinh đi chạy. Ba xong chương trình xưa này sẽ đây bệnh chân ra nâng chung nè sẽ đập khả mai tầng hóa bà. Thằng ngày này dương người nâng nghỉ dây ông bị chung ngư hepatitis C nâng hay dương trái tờ chế bì lớp này cứ dương đi dây ông bì hà nếp hay nâng rốt viên đi chai hay nơi khai khá dương đi dây ông bì tháng năm tháng mây để tớp nâng cao miền. Trong thời này chúng tôi sẽ khai chúm nốt mùi chúm nốt để xâm khăn khăn rùi hóa chăm khi bỏ xa lại mùi mà rong mà. Thì mùi cứ thà hepatitis virus là mang miền trăm dạng A, B, C, D, E. Bọn tay miền tập bí dạng thế để ai thư rằm rãi bán cứ B hay nâng C. Thì bí cứ khăn nông chân năm cả thôi sẽ thay thế tới khăn nông chân năm bí bọn bổ mối khuyên thạc khám ai dương miền buôn thịa rồi để miền bọn mê rốc hepatitis C này. Hồi khăn nông bê chú mối khuyên nâng khăn nông bị phục lốc tưởng ó ta miền bí chọc buôn thịa rồi. Hồi tám ca sắc xa mối nơi xạ rốt khám ai nơi xạ rốt cứ tham miên tìm mối tới bộ mối phía rồi để miên bom virus này làm lại bị chia chun ở mấy trang miên mối cho bộ mối phía rồi bà cho chồng nói chuyện bấy cứ tha chúng người nít long phía ra nơi đôi nơi xa rõ là mấy cứ tha chặt năm chặt phiền khăm ai dưng sơ miên đường nông tế còn tại khi ông sáng sai thà khăm ai dưng vía máu bị chặt năm làm bị thay toàn ruột nắng và hai chị máu bị đường nắng tràn trên kề bà tiếp buồn. Thì bốn cái thà dương trời đang thà rốt này khi miền rốt xa nhá đây phía tràn. Chịp tràn thì thà rốt khơi nào xa do chiêm từ mơ không rốt bà nhà hà vậy xem xem chết rốt tới khơi vì miền ổng dìm thàm nâng về làng khó thòm nà. Hay kê xong xay thà kê rốt tới khơi thà mần nụ để miền tràn trên kê nâng cứ thà chừng nữa chưa cứ không chậm nào mà nó đại cát bị chăn làm một quan phẩm buồn rồi sai sập rám đó một quan phẩm buồn rồi học sập rám cứ không bịa dụ bị ha sập từ đó chết sập chăn làm bà thì rám cứ tha đám bay rock ở khơi virus nó cứ trời miền thế cứ tha chiêm từ mờ hay trời đăng tha không chiêm nó không virus nó về miền phẩm muối trong hay cá để phía ba nó cứ tha tới tam crom tiếng ở nông thì phẩm muối cứ tha biết phía ba sắp thay nâng bị đám kê bà thân làm chạc bần tay thân làm chạc đang về miền bánh hà tráng thì bố vì thư tục hai ca đã chia đách nâng cơ vì mình bàn tráng khăn mẹn tên sắp thay nâng miền thân làm lệp miền tráng dạng ná bần tay miền sầm khăn nâng xã rõ mệt miền buôn thân làm buôn múc thân làm tầng ổ nâng cứ ai chia bán bì cao sắp tờ đó mà rồi phía rồi nó hơi lệp mà thay tờ mà crop tới hai khung rìa cây nếu chia chấm nói sầm khăn đại dương nâng dốc một đọc sai một chấm nói mà đong một chấm nói mà đong bà cha xong một con trán lục đặc tớ đây xa tay ai lần ní dương miền bây giờ mà đọc bài dương trang châu rùm xua sầm nước đôi chia bên trên dục bol cứ lục cắn nơi khang bè vì hìa cha xong mình chấm điệp xua lục cắn xong chơi lục cắn bà cha xong chơi lục bầm miền sầm nước lục cắn tới hồng bà ba xong chấm điệp xua បាទសូមជំរាបសួរសូមជម្រាបសួរលោកកាំងបាទសូមជំរាបសួរសូមជម្រាបសួរមានជំងឺថ្លើមប្រភេទវីហ្នឹងតើនៅក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលវាដែរឬក៏អត់បាទហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាតើជំងឺថ្លើមប្រភេទអីដែលពេទ្យនៅប្រទេសខ្មែរថាមើលមិនដែរជាអីគេបាទហើយខ្ញុំមានតែពីរហ្នឹងបាទអរគុណចាសូមអរគុណច្រើនលោកកាំងហើយលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតក៏យើងមានសំណួរមួយទៀតដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងសំណួររបស់លោកកាំ
lên chứ. Quạt miên xùm nua trong xua tha, ta miên thân nam chia ba chia mở rối phía rồi đài rửa tê xâm rạp chùm ngư thả lạ rồi liệt thả lạm bộ phết xì nì chà. Chà xông chơi nhìn được tơ chà. Bà, nơi sọc khoai miên cừu phết kia ai mơ bàn. Cừu phết chìa phía xe nơi cừu phết nơi Phnom Penh chìa cừu phết chùm niên khang chùm ngư thả lạm. Hay dương ai tư mình tìm phết cao mét rưu có tư mình tìm phết hộp mình tìm phết phết xìa nụ. Nâng kì miên cừu phết chùm niên để ai
mơ chung ngư nâng bàn. Tâm tại đầm năng thamay ní đã khi nhóm bàn án khăn ông xa phô rộng miên phân ông bình bó. Cứ thà nơi sắp ngay nếu miên krom pet xa mạ chất bì sọc bà ráng kia thà mê đã sang song phong chế. Cứ bộ krom pet đã khi miên phân đài nâng. Quát bàn tư mơ bác mình tìm mơ phía ba chung ngư hẹp thà đi xì nâng mình tìm pet có xa mạ. Pet có xa mạ nâng cứ pet bà xong hay nhưng mình chấp cho bà thế bằng bài bài tập song này cái tham miên cái ba cái vị thi cái lại mờ muối đại kí mình do thay bà kí bờ dương trong đăng thà dương miên sư chung người năng được gọi dương ai tới mình tiếp bài có sự mạnh năng tới kí năng ai mờ ở dương thì muối cái thà kí do chiêm rồi bờ dương tới mờ ai đăng thà vì miên hay thà đi si rồi năng gọi hai bờ sân dương mờ tới khuyên tham miên kí năng ở thanh nam được lại năng tham đoàn được chưa nhé xôm chương tới mình tiếp bài đây có sự mạnh bạn cha cho đẹp quan cha riêng lên thanh nam nữa cứ thà làm sập ngay nên miền phải sập tiếp khăng na mà miền tràn giang đại miền nơi lụa nơi lợp xa nơi xa rọt Amrit nứng hơi tham chẳng ngon nứng cứ ai miền phải sập tiếp pi cái sắp tới đó mà rồi phía rồi bà vận tải tham nứng thay na mà thay khăng na pi giang thao của phật chạy về vùng muối mơn đà lá khlong mà chi ai mà chi bán cứ thả pi tràn đập pi tết đặc biệt tới nâng off phải chia phần mùi mơn đô la dạng tháo các bà hay dạng thay tới đó phần buồn mơn đô la chuyên cá đó mà sen đô la chiêng mà sen đô la pi pi mơn ấy nọ bà thay na bà còn tại khi nhóm đăng thá miền cầm hôn tham nơi nơi ấn địa khi ban này xong dọc tham nâng thời thứ làm bấy ai lộ ai chuyên sọc rọc rọc đối với sốc máy sẽ đảm nâng phải chứ mình thay đổi phần nâng đi nhưng mình đang chứ bác thay đổi phần mạng đấy phần tay mình chứ thay đổi đối với xã rõ đi phải chứ 5.000 đô la phần nâng anh mà được không không đọc bị tết nâng bạc nhưng mình đang chứ bác đây nâng chạm khiêm to là xu kê tạm cao tiết tiết bạc chà cho ta ai chia một rồi phía rồi đại tế là cũng bật đọc bị ai chia một rồi phía rồi bạc tới tam về phép rồi bò ai chung ngư hepatitis 1 hepatitis 1 C nung vi mien ai pu chran pu chai ke ha pu genotype 1 2 3 4 5 6 ku tha proper pu tim lech 1 lech 2 lech 3 lech 4 lech 5 lech 6 srok khmai jeung mien tong os nung ko pontae srok amrit mien chran chumput lech 1 ba genotype 1 srok khmai mien quan nắng mình tràn phần màn đấy tràn từ miền xanh từ tiết cứ ta đôi chi tiêm flop khơi nhẹ chừng người khăm ai nắng miền trên là thay về tiền lệch pí lệch bấy hay lệch bờ muối tràn miền tràn mà đôi chân ấy ai vì thời tam pu trở bờ hepatitis C nắng ai khá cứ ta ai sắp chia ban mà rồi phía rồi còn tại khá mình đo mà rồi phía rồi tới cao sập phía rồi chiêng bụi nâng mà dáng còn tại đây sầm khăn mà dáng thiết đại việt thưa ơi chia đa giờ được cầm mình đại nâng cứ từ tẹt tông từ lơ cả sweat slam được cầm mình sweat slam bớt sân chia sweat slam nâng về từ tam ca sweat nâng thiết miền đại việt sweat sara đại kia thà compensate cirrhosis cần slam sara ai cứ tha việc cần tham vận tải cứ dương admin rốt sảy nhảy từng ngõ cứ tha admin ai cắt tiếc admin cắt lương cắt ai từng ngõ admin pành hai từng ngõ nâng cứ tha khi hạ tha compensate cirrhosis nâng phía trán sẽ ai chia từ đó đặt làm tới chia từ đó mà rồi phía rồi vận tải miền mà phải tiếc khi hạ tha cần tham thun thân tham luôn nó kia thật decompensated cirrhosis nâng thà tham nâng cứ thà vía đo dạ thôn maintain hay khung nâng cứ thà nẹt đại chư đặc biệt nâng cứ ai cả tranh lương là khung phải ai cả tiếc miền tức là khung phố ai ham khuôn bởi ham đại ham chứng rồi có ai vùng ven mà ở đấy kia thà hepatic encephalopathy rồi có ai
miền chiêm trong cái vùng cỏ mà chiêm cái thời so với chiều về thì thay sai chiêm là trong vùng cỏ nắng cứ thả bùa nắng thun miền là dạng thun trong bùa nắng cứ trường cá bị bạ mớ mình ai mớ bán chia đó mà rồi phía rồi thì phân tay tháng năm tháng ó đôi dương đang ra bấy tục chia tháng năm nắng miền phải sắp tập hiệp dạng nào cả đấy có phía trường cá mình ai mà rồi phía rồi bán ấy tục chia miền phía tràn á đài lệ tham tham ấy từng anh ấy chia bàn mà rồi thì rồi phía tràn cứ thà bị cái sắp tới đó mà rồi thì rồi bắn hà đài nhẹ đài mình lệ mình tới miền rồi bớt tập cứ thà tràn thì mình lệ ở tham trời tam sẽ bắt được bảo kê bà tam có buồn bảo kê bị bớt năm nưng cứ thà trời lệ ở tiếng toán á nhưng mình ai nưng phích mà bán đấy bà, cái này dùng phích vì vậy đó cái là ai thưa ai khôi cá nưng, cứ ai thưa ai mình cướp còn, hay mình giang tiết cái này dùng lép tới vì mình bán cướp về vỉa lìa, nưng có ai chia mình lại để hay ai rơi tập lập một mình, còn tại tham này vì miền từ sát từ phía phẳng na bà mà. Chà, xong ở con trai lục đặc tế. Còn mình cứ nhập mật cái ai lì không á, anh không. Bà xong chưa? Chưa tới ba mạnh đang mạnh mặt bằng gần như là gì nữa tập bằng đấy chả chậm bằng thạp nhận bằng mấy bạn đang nhận là gì người đó chả bà chả xong bọn con tràn được bàn thà chả xong chơi được bà đi chia xong nua đây ta để xu tập bọc bà chả xong chơi làm fly chứ mình tình làm bàn đó fly chứ xong xong mà đóng tiền cha đôi chia mình sơ chị bác cha chia sẽ đam mình bán đây bà làm fly chứ người ta tình là bàn đâu rồi oh cha ok ở bình buồn mơ là tập tin làm mơ chứ bà cha xong ở con tra lục bên tha cha bà cái lô tiết ở trên lại ngày bảy đó bây giờ không bảy bàn lại này tiền tạm lại bảy lại ngày bảy đó cha xong ở con tra lục bên tha cha xong mình chơi lục đặc tế cha ní chia sốm nô đại về phía tràn tràn từ xưa tha thưa mấy tờ bản đắng, biết thoa mà nắp ắt đắng đấy bà, cụ phu rốt nhẹ đại chư chủng ngư hấp thải đại si nó cứ miên rốt sẹn nhá đấy bà, miên rốt sẹn nhá đấy, cứ tha toa tại kê tờ dọc chiêm, tầm bông phớt đại nôm ở kê rốt khấn cứ rốt chiêm tới khơi kê hạ tha enzyme nó nước nông thlám đại chân bị thlám kê hạ tha ALT nâng AST ALT, AST nâng, thoa mà đá, cả nà dương dấu chiêm từ mức, cho nên tầm miên kì vua, enzyme nâng. Đó, đôi chia nơi xa rõ mà chia đám nâng, cả nà dương tư, bì nết bét, kì cho nên tầm dấu chiêm bỏ dương từ mơ, bê đây kì dấu chiêm từ mơ nâng, kì rốc tức khuyên thà ALT, nâng AST nâng về làng. Cả nà kì rốc làng tức bán kì phụ tế, đam bây rốc virus. Cả nà kì rốc virus tức khuyên thà miên virus nâng nông chiêm, bê nông kì đăng này, kì đăng thà dương cát hepatitis C toa tại dọc chiêm từ mơ bàn đằng hay kế bàn sập thái nên nơi xã rộn mà kế bàn croupet crom để kì cà phê chủng ngữ nơi xã rộn mà đấy nắng crom sáma công kế thầm nắng kế bàn nước đài nôm dương nẹ chủng ngữ nẹ đài ruộng nơi xã rộn mà đấy từng ó nẹ na đài miền là dục pi hà sắp tới chất xuất năm nâng cư thà nè nà đại cát khăn ông rìa bê chân năm mới bốn phòng bốn rồi sai sắp rám đò chân năm bốn bốn rồi học sắp rám nâng nè nà đại cát khăn ông chân năm nâng cư thà tục chìa chư cơ đó em chư cơ đó kì tuôn miên thà ai bốn nâng tờ dô chìa mơ vì bố thà nè đại miên cát chung ngư hẹp thà rì xì xì nâng phía chân năng tờ nâng khăn ông ai dụ phần nâng bà kì bàn thư ca sạc xa chân phục khám ai đại ruộng nâu xa rõ ảm rách nâu tì khổng lưu nâu bò sơ nâng có khớ nhìn đôi chân nhìn nhàng đấy kì thạc chùm nôn khám ai đại cát miên hẹp thà rì xì đại chân thì kê nâng chân thà cát khăn ông chân lo chân nàm mùi bòm bùn rồi xài sạp rám nâng mùi bòm bùn bùn rồi hốc sạp rám đôi chân ấy nẹ nà đại miên ảy dụ phần nâng hà sập tờ chất sập chân nàm nâng tục chì miên rốt xà nhà cả đó miên rốt xà nhà cả đó có cua tờ dục ảy chì dục chiếm nằm bây rốt mơ hepatitis C chùm đất mối tiết đã khiêm trọng sẵn cót cứ thà khám ai dương kì bàn sạc xa chờ khám ai đờ nơi sạc xa rõ ảm ảy nâng kì rốt tờ khuyên thà chẳng ta miên nơi sạc trây bà sạc trây miên chẳng chiên pro hỏi chẳng ta miên chùm phu nơi xe mà nước đại ảy dụ chất nếu chấm buộc khai dương đại kỳ bản sắc xả hai chấm nói mối tiết đại kỳ rộng hơn cứ tha cứ buộc đại nhẹ chư nâng chân an tề nhẹ đại thọ phu ca nơi mình tiệt
ហើយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលចាក់សេរ៉ូមចាក់អីច្រើនហ្នឹងដែលចាក់ដែលមានការព្យាបាលតាមការវះកាត់ជាដើមហ្នឹងពួកហ្នឹង ភាគច្រើនច្រើនតែមានជំងឺឆ្លងនឹងគឺថាអ្នកដែលធ្លាប់ចាក់ថ្នាំច្រើនដងហើយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យហេតុអ្វីបានជាធ្លាក់អ្នកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យមានច្រើនតែមានជំងឺហ្នឹងពីព្រោះតាមខ្ញុំសង្ស័យថាការណាយើងធ្វើការក្នុងពេទ្យវាតែងតែមានប្រឡាក់ឈាមប្រឡាក់អីស្លេសអីផ្សេងៗទៀតដែលយើងថែទាំអ្នកជំងឺហ្នឹងឬក៏យើងមុតមជ្ឈុលជាពិសេសមជ្ឈុលដែលនៅស្តល់លើក្រែហ្នឹងយើងមុតមជ
ជាងគេគឺថាអ្នកដែលធ្លាប់ចាក់ថ្នាំអាភៀនចាក់ថ្នាំយានឹងភាកច្រើនណាស់ដែលកើតគឺថាមកពីការប្រើថ្នាំយានឹងចាក់សរសៃនឹងដូច្នេះនេះជាហានិភ័យដែលយើងត្រូវដឹងចំពោះរឿង hepatitis C នឹងខ្មែរយើងតាមខ្ញុំសង្ស័យគឺថាមកពីចាក់ថ្នាំបាទចាក់ថ្នាំជាពិសេសចាក់ថ្នាំពីសម័យមុនបាទសម័យឥឡូវនេះក៏មានដែរប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះវាមានការចេះដឹងខ្លះការយល់ខ្លះដូច្នេះការដែលចាក់ថ្នាំយើងចាក់ថ្នាំមជុលឬក៏ចាក់ថ្នាំសរោមយើងប្រើបច្ចេកទេសអនាម័យតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដូច្នេះវាមានការបន្ថយហានិភ័យនេះខ្លាំងយើងនឹកឃើញទេពេលមិនឆ្នាំទៅមុននេះមានឆ្លងជំងឺ HIV នៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺថាដោយសារការឆ្លងចាក់ឆ្នាំនឹងឯងឆ្លាឆ្លងជំងឺ HIV ជា hepatitis C ហ្នឹងគឺมันខុសគ្នាទេគឺថាដូចគ្នាគឺថាការប្រើមជុលចាក់ដោយការដល់ខ្វះអនាម័យការប្រើមជុលចាក់ឲ្យថ្នាំឬក៏ចាក់សរុំដល់ខ្វះអនាម័យនេះឬក៏ការប្រើប្រដាប់ប្រដាពេទ្យខ្វះអនាម័យប្រដាប់ប្រដាពេទ្យដូចថាប្រដាប់ប្រដាដកធ្មេញប្រដាប់ប្រដាវះកាត់ហើយដូចថាយើងកាត់ស្បែកបន្តិចតួចហ្នឹងឬក៏ប្រដាប់ប្រដាចាក់សម្រាប់ចាក់ត្រចៀកឬក៏ជាប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ធ្វើសាក់កន្លែងហ្នឹងគឺថាជាកន្លែងដែលឆ្លងហើយកន្លែងមួយទៀតដែលអាចឆ្លងបានគឺថាប៉ះដូចជាកបិតកោបាទកបិតកោបើសិនជាយើងកោហើយកោអ្នកដែលធ្លាប់មាន hepatitis C ហើយកបិតហ្នឹងវាមុតឈាមនៅក្នុងដែលប្រឡាក់កបិតកោហ្នឹងវាមានប្រឡាក់ hepatitis C បើយើងយកកបិតកោហ្នឹងទៅកោអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនឈឺហ្នឹងគឺថាវាអាចឆ្លងតាមហ្នឹងបានហើយមិនខុសពីការដែលយើងប្រើអាយមកចូលចាក់ដូចគ្នាទេបាទចាដូច្នេះខ្ញុំសង្ស័យថានៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺឆ្លងដោយសារការចាក់ថ្នាំនឹងឯងដោយសារខ្វះអនាម័យប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាប្រហែលជាការហ្នឹងថាវាមានចុះថយខ្លះហើយពីព្រោះថាយើងបានយល់រឿងហ្នឹងច្រើនជាងមុនហើយយើងបានប្រើរបៀបអនាម័យខ្ពស់ជាងមុនបាទចាចាសូមជើញលោកតារាបាទបាទមានគ្រូបងចាបាទមានគ្រូលោកគ្រូបាទសូមជើញបាទខ្ញុំមានសំណួរចង់ឲ្យច្រើនដែរលោកគ្រូថ្ងៃនេះវាជាតាមស្ដាប់លោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សជាច្រើនគឺកើតមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងដោយសារថាពីមុនឯថាគាត់អាចថាប្រើថ្នាំច្រើនថ្នាំច្រើនអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺអាចថាការធ្វើប្រហែលឬក៏អនាម័យនេះខ្សោយរបស់ខាងពេទ្យហើយសំណួរមកខ្ញុំចង់សួរថាតើវាមានកត្តាផ្សេងទៀតទេដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដល់ពេលដែលកាត់ចាស់ទៅឬក៏ថាអាចថាសំណួរនេះអាចជួយដល់អ្នកក្មេងៗផ្សេងៗដែលគាត់ថាចង់ការពារខ្លួនឯងកុំឲ្យតែចាស់ទៅកើតជំងឺមហារីកថ្លើមប្រភេទ C ណាអត់ទៅរលាកថ្លើមប្រភេទ C នឹងហើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដែរដូចថាដោយសារជំងឺនេះវាថាឆ្លងដូចដូចគេដែរដូចជាករណីនៅបាត់ដំណងមួយអញ្ចឹងបើសិនជាការពេលអាចជាងជាតកាត់មានឡើងអញ្ចឹងវាពីគ្រូថ្នាក់ដំនឹងការច្រើនបាទហើយចំនួនទី2លោកគ្រូមួយថាថាក្រោយពេលព្យាបាលចប់សពគ្រប់ហើយយើងនឹងថាយើងនឹងជាឫសាយើងធ្វើតែឈាមទៅវាមានវិជ្ជមានដែរទេបានថាមេរោគវាចុះតិចតែពេលដែលយើងជាហើយនឹងយើងគួរតែធ្វើឲ្យបន្ថែមទៀតអាយើងជាបាលហើយហើយយើងជាហើយហើយធ្វើអីបន្ថែមទៀតម
ដើម្បីកុំឲ្យជំងឺរលាកខ្លាំងប្រភេទ C ហ្នឹងវាត្រឡប់មកក្រោយវិញចា៎បាទហើយចឹងសួរមួយទៀតដែរថាយើងគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអានោះវាតកតងមនុស្សទី1វិញដែរហើយយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យមានជំងឺហ្នឹងកើតមានឡើងចំពោះខ្លួនយើងទៅពេលយើងចាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅថាបើសិនជាយើងអត់មានដែលចាក់ឆ្នាំអីទេយើងមិនហូបស្រាមិនជក់បារីសោះយើងប្រយ័ត្នមែនទែនណាតើវាមានអកតាអ្វីដែលអាចកែកាឡើងបានដែរឬអត់ដូចថាយើងមិនបានប្រើឆ្នាំអីច្រើនទេអនាម័យក៏ល្អអញ្ចឹងដែរហើយវាអាចជិះផុតពីមេរោគនឹងបានប៉ុណ្ណាដែរហើយការឆ្លងមកវាហ្នឹងអូមកថាគ្រួសារមួយក៏ការជំងឺហ្នឹងតើយើងការពារយ៉ាងម៉េចហើយវាឆ្លងយ៉ាងម៉េចបាទឡើយនេះខ្ញុំដូចអត់តន់ច្បាស់ចាសូមអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណច្រើនលោកតាចាសូមអញ្ជើញលោកបាទចំណុចច្រើនខ្ញុំស្រោចចំណុចចុងក្រោយសិនគឺកាលណាជាហើយយើងមើលឈាមម្ដងទៀតបាទមើលឈាមក្នុងរយៈ6ខែហ្នឹងមើលទៅវាគ្មានវារីសក្នុងហ្នឹងទេបានន័យថាជាហើយបាទហើយឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាស់កាលពីមុនដែលឆ្នាំចាក់ហ្នឹងអ្នកជំងឺភាគច្រើនមកខ្ញុំជួនកាលជា6ខែហ្នឹងទៅស្រាប់តែដល់មើលត្រឡប់ក្រោយមកមួយឆ្នាំទៅទៀតគឺរើសត្រឡប់មកវិញភាគច្រើនពីដើមពេលឆ្នាំចាក់ប៉ុន្តែតាមអ្នកដែលប្រើឆ្នាំលេបខ្ញុំតាមដានទៅគឺថាសង្កេតទាំងអស់គ្នាអត់មានណាឬត្រឡប់មកវិញទេដូច្នេះបើសិនជា6ខែវាជាគឺថាបានន័យថាជាចំពោះការដែលថាប្រើឆ្នាំច្រើនហ្នឹងមិនមែនតែឆ្នាំលេបទេតោះតែឆ្នាំចាក់យើងចាក់ឲ្យសាច់ដុំឬក៏ចាក់សរសៃហ្នឹងឆ្នាំនោះមិនមែនឆ្នាំទេដែលធ្វើឲ្យឆ្លងគឺធ្វើអនាម័យមជុលហើយនឹងគ្រឿងប្រដាប់បញ្ចូលហ្នឹងឬក៏ជួនកាលអ្នកដែលចំណុចមួយដែលអ្នកដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងគេគឺថាអ្នកគ្រូពេទ្យបាទគ្រូពេទ្យនឹងអ្នកដែលប្រើឆ្នាំដែលយកឆ្នាំទៅចាក់ឲ្យគេនឹងនេះជាទទួលខុសត្រូវជាងគេពីព្រោះអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងបុគ្គលិកពេទ្យនឹងមិនមែនតែគ្រូពេទ្យទាំងអស់ទេសូម្បីតែអ្នកដែលធ្វើការក្រោមក៏ដូចគ្នាជាងដែរគឺសិតតែអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺថាត្រូវប្រើអនាម័យឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្បួនអនាម័យគឺថាមជុលត្រូវសប្តាហ៍នេះគេប្រើមជុលតែម្ដងទេបាទគេមិនប្រើឲ្យ2-3ដងទេនេះជាជួនកាលវាអ្នកដែលប្រើនឹងភ្លេចបាទភ្លេចដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានខុសម្ដងពីរដែរក្នុងពេលមួយនេះនៅទីក្រុងLas Vegas នៅកន្លែងឆ្លោះពវៀនឆ្លោះកាពះហ្នឹងអ្នកដែលដាក់ថ្នាំសន្លប់ហ្នឹងបានយកមជុលទៅចាក់ចូលដើម្បីបូមយកថ្នាំហើយមជុលហ្នឹងវាឆ្លងដល់ឆ្លងទៅទុកជាថ្នាំហ្នឹងវាអត់ចន្លងក៏ដោយប៉ុន្តែបើមជុលដែលចាក់ហ្នឹងវាឆ្លងយកទៅចាក់ទៅវាឆ្លងក្នុងពេលហ្នឹងមានឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានឆ្លងដែរចាស់លោកតើយើងនៅសល់មួយនាទីទៀតចាស់គឺចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថាអ្នកដែលកើតហ្នឹងកុំផឹកស្រាបាទកុំផឹកស្រាហើយកុំបើសិនជាជៀសវាងអាចប្រើឆ្នាំលេបបានប្រើឆ្នាំលេបទៅជៀសវាងកុំចាក់សរសៃឬក៏ចាក់សាច់ដុំលើកឡើងតែចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាចាក់សរសៃជឿចាក់ដុំត្រូវប្រើក្បួនអនាម័យឲ្យត្រឹមត្រូវមែនទែនហើយការតែក្បួនអនាម័យត្រឹមត្រូវគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកពេទ្យបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងអស់តែត្រឹមតែហើយ